Đầu tiên á, quý vị cần phải phân biệt đó là thánh nhân và một vị sẽ thành thánh nhân nó khác. Tại vì thường á là trong thời hiện tại thì những cái vị như là Đức Phật thì chỉ khi nào mà ngài chứng đắc đạo quả ở dưới cội Bồ đề thì ngài mới gọi là thánh thôi. Còn trước đó thì ngài vẫn còn là phàm, ngài không phải là thánh. Hoặc như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp thì trước đó các ngài vẫn là phàm, chỉ khi nào chứng đắc đạo quả rồi các ngài vẫn là thánh. Cho nên ấy, quý vị có nên đặt câu hỏi là gọi là cái quả phước nào cho người sinh ra một người sẽ trở thành thánh nhân trong cái kiếp đó thì nó dễ hơn. Nó dễ hơn. Còn nuôi dưỡng một thánh nhân á thì cũng như vậy. Nó có hai trường hợp. Một á là nuôi dưỡng một người chưa phải là thánh nhưng mà về sau họ sẽ trở thành thánh, nó khác. Còn nuôi dưỡng một người sau khi người đó đã trở thành thánh rồi thì nó khác. Xin nói từng cái đi. Đầu tiên á là không có, cho tới bây giờ thì sư không biết là có cái kinh hoặc là cái đoạn chú giải nào mà nói về cái quả phước của việc sinh ra một vị mà sẽ trở thành thánh nhân hay không. Nhưng mà như vậy nè, đầu tiên á, như là trường hợp mà bà mẹ của Bồ Tát của mình ấy, muốn trở thành mẹ của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong kiếp chót, bà phải có cái lời phát nguyện, có nghĩa là bà phải muốn được như vậy, bà phải muốn được như vậy, bà phải vun bồi công đức rất là nhiều, bà phải tu rất là nhiều, bà phải tạo các cái phước đức rất là nhiều để nó hỗ trợ bà thì bà mới có được cái phước bà sinh Bồ Tát. Chứ không phải mình chỉ đơn giản là mình đem cái bông hoa lên rồi mình cúng để lên trên cái bàn thờ Phật rồi mình nguyện mà được thì không phải. Phải vun bồi công đức mới được như vậy. Gì biết mà Bồ Tát đâu thể nào mà chui vào cái tử cung của một cái người phụ nữ mà tầm thường được. Cho nên người đó cũng phải là một người phi thường. Rồi trong trường hợp như là bà hoàng hậu gì, mẹ của ngài Siêu Ba Lý đó, mẹ của ngài Siêu Ba Lý thì cũng như vậy, bà cũng là mẹ của ngài trong nhiều kiếp đấy, và bà cũng là một người có tu chứ không phải là không có tu. Rồi khi mà bà có thai ngài Siêu Ba Lý đó, đương nhiên là ngài Siêu Ba Lý là vẫn là phàm ha, ngày lúc đó là ngài vẫn chưa có chứng thánh, thì bà có những đặc điểm là nhờ cái phước của ngài Siêu Ba Lý ảnh hưởng bà. Thí dụ như một cái bát cơm hoặc là một cái thúng gạo, bà chỉ cần bà chạm tay vào thôi cái thúng đó không bao giờ hết gạo, cho bao nhiêu người đi chăng nữa cái thúng đó vẫn không bao giờ hết gạo. Khi bà chạm tay vào bát cơm á, thì cơm ăn hoài cũng không bao giờ hết. Đó là cái phước của ngài Siêu Ba Lý đó ảnh hưởng tới bà mẹ. Cho nên cái việc là sinh thành một vị mà sẽ trở thành thánh nhân á, sẽ trở thành thánh nhân, nó đầu tiên là nó sẽ được cái phước là được cái phước của cái vị đó ảnh hưởng ngược lại mình. Nhưng là trong trường hợp mà bà Sari, mẹ của bà của ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất á, khi bà mang thai ngài Xá Lợi Phất, bà trở nên thông minh một cách lạ thường, không một người nào có thể đối đáp hoặc là thắng bà về mặt trí tuệ. Tự nhiên bà trở thành một người là đệ nhất trí tuệ vào cái lúc đó. Ngay cả cái ông gọi là ông chú của ngài Xá Lợi Phất, tức là ông anh hay là ông em gì đó của bà Sari đó, rất là giỏi nha, thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà, mà gặp bà là cũng chịu thua, nói không lại, lý luận không lại đấy. Cho nên đó là cái phước đầu tiên. Mà muốn được như vậy đó, thứ nhất là phải có lời phát nguyện, có nghĩa là có cái lòng mong mỏi,
Cái thứ hai là phải vun tạo những công đức tương xứng, chứ không phải là mình chỉ muốn là được, hoặc là chỉ cúng vài ba cái nải chuối là được, thì không phải. Rồi cái công á, mà sinh sinh ra một cái vị sẽ trở thành thánh nhân á, nó được những cái phước nữa. Ví dụ như do mẹ của Bồ Tát ấy, đã sinh ra ngài, cho nên là cái phước bà rất là lớn. Do cái phước lớn như vậy đó, cho nên là bà phải mệnh chung sau 7 ngày, tức là bà không thể nào bà sống lâu hơn được nữa, bà phải mệnh chung sau 7 ngày. Để chi vậy? Để bà sanh vào cảnh giới đẹp hơn. Bà sanh về cõi trời, bà đi về cõi trời bà ở. Đấy. Và đó cũng là một cái phước. Rồi khi mà quý vị biết rồi, khi mà Đức Phật lên lên trời thuyết pháp cho Phật mẫu nghe đấy, thì bà chứng đắc đạo quả. Đó cũng là một cái phước, tức là sinh ra một vị sẽ trở thành thánh nhân, thì vị ấy sẽ quay trở lại độ mình. Đấy. Và chẳng những vậy đó, ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Trước khi ngài tịch á, thì ngài cũng quay về nhà của người mẹ ruột của ngài đó. Ngài độ bà để mà bà chứng đắc đạo quả. Thành ra chỉ cần mà trong nhà có một vị thánh thôi thì rất là nhiều người được lợi. Bên Trung Quốc còn có câu là một người đắc đạo mà gà chó sanh thiên. Nghe thì có vẻ nó trái nhân quả, nhưng mà mình cố giải thích theo kiểu nhân quả đó thì nó cũng cũng được chứ không phải không được. Tức là gì? Đầu tiên á, muốn trở thành cái quyến thuộc của một vị sẽ trở thành thánh nhân thì chúng ta có bốn cái phải giống họ, bốn cái phải tương đồng với vị ấy. Thứ nhất là giống nhau về giới hạnh. Cái kiểu mình là cái người phá giới, không có giữ năm giới, không giữ tám giới, thì chớ hề đừng có bao giờ mong mà mình sanh được một cái người sẽ thành thánh nhân. Thành ra đó phải giống nhau về đức hạnh. Muốn muốn thành mẹ của một vị thánh á, đầu tiên là cô phải giữ năm giới hoặc tám giới, trong sạch, gọi là trong sạch như vỏ ốc đây. Cái thứ hai đó, giống nhau về cái lòng hào sảng, tức là mình phải là cái người rộng rãi hào sảng, sẵn sàng cho ra, sẵn sàng bố thí. Mà sư nói cái người phụ nữ Việt Nam mình thì cái về cái mặt bố thí đó thì nó cũng có cái lợi mà cũng có cái hại. Tức là gì? Đối với cái người mà mình có cảm tình á, mình bố thí không có tiếc tay. Nhưng mà cũng với cái người mình có cảm tình á, là mình giữ của muốn chết luôn. Tức là sao? Có nhiều người họ sẵn sàng họ tiêu tiền cho chồng của họ, cho con của họ, nhưng mà họ không muốn chồng của họ, con của họ phải tiêu tiền cho bất cứ ai khác. Tức là giữ đã giữ cái sổ đi chợ á, là coi như là cho ổng thì không có tiếc, nhưng mà cho ổng dư ra để mà ổng đi đi thoải mái với bạn bè là có khi là bả nhăn á. Đấy. Cho nên là cái người phụ nữ hào sảng và keo kiệt là nó giống như hai mặt vậy đó. Thành ra là mình phải sửa lại, tức là gì? Hào sảng với người nhà mà cũng hào sảng luôn với người ngoài. Cái lòng hào sảng thì khi đó mình mới có cửa mà mình gần với các bậc thánh. Cái thứ ba là giống nhau về đức tin, tức là gì? Mình phải có chánh kiến, mình không phải là người có tà kiến. Thì giống như vậy đó thì mới có thể là gần hơn với các bậc thánh nhân. Cái thứ năm là giống nhau về trí tuệ, tức là mình cũng phải có cái trí tuệ hiểu biết ở cái mức độ nhất định, hay nói một cách khác là mình cũng phải có tu.
tu tập các phương diện để tăng cường trí tuệ, ví dụ như thực hành tứ niệm xứ để tăng trưởng trí tuệ, hoặc là nghe kinh học đạo. Chứ còn không thì mình làm gì có cửa mà mình sinh thành ra một cái vị mà sẽ trở thành thánh nhân đấy. Rồi cái phước thì như sư nói rồi, đầu tiên là mình sẽ được ảnh hưởng ngược lại từ cái bào thai ở trong bụng, mình sẽ được ảnh hưởng ngược lại ha. Và một cái nữa đó là khi mà vị ấy trở thành thánh thì vị ấy có thể quay trở lại độ ngược chính mình. Cái thứ hai là cái nuôi dưỡng một thánh nhân, nó có hai cái, một là nuôi dưỡng cái lúc còn phàm, cái thứ hai là nuôi dưỡng sau khi đã thành thánh. Thì cái kiểu mà nuôi dưỡng nào thì nó cũng có cái phước hết. Như là trường hợp ngài Xá Lợi Phất ấy, khi mà ngài nhận một cái muỗng cơm từ người Bà La Môn, thì cho đến khi mà vị Bà La Môn này về già rồi đó, con cái không có nhận và xin vào ở trong tăng đoàn. Xin vào trong tăng đoàn thì chư tăng cũng ngại, cũng không có muốn nhận tại vì già rồi. Thì đến ngài Xá Lợi Phất thì ngài nhận, bởi vì ngài nhớ cái ơn hồi xưa là đã từng cúng dường một cái bữa ăn, một cái muỗng cơm cho ngài đấy. Cho nên khi mà cúng dường cho các vị thánh thì cái lòng tri ơn của các ngài đó, bản thân nó cũng là cái phước rồi. Một cái nữa đó là trong kinh Tạng cũng có mô tả là một vị trời, khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp thì có hai vị trời có nhiều ai lực đến ngồi gần với ngài, đến ngồi gần để nghe ngài giảng pháp. Nhưng mà trong khi mà ngài giảng ấy, chư thiên thì càng lúc càng tới đông. Một vị á, khi mà chư thiên tới đông như vậy thì vị ấy cứ phải lùi ra, bởi vì cái phước của mình nó kém hơn người ta, cho nên là người ta tới đằng trước thì mình phải lùi ra đằng sau, cứ lùi miết như vậy cho đến kết thúc thì ở một cái khoảng rất là xa. Còn một vị đó thì Đức Thế Tôn thuyết từ đầu buổi tới cuối buổi, vị ấy vẫn ngồi tại chỗ, vị ấy không có thay đổi ở cái chỗ nào hết. Thì Đức Thế Tôn á, ngài biết là ngài biết hết á, nhưng mà ngài hỏi là có nguyên nhân, ngài mới hỏi là vì lý do gì mà hai người cùng ngồi một chỗ, nhưng mà đầu buổi giảng cho đến cuối buổi giảng thì một người là cứ phải lùi lại ở tít ở đằng xa, còn một người thì vẫn ở yên tại chỗ. Cái người mà bị lùi lại ở tít đằng xa đó, cái người đó mới nói là bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa đó con là một người rất là hào sảng, con bố thí hết sức là rộng rãi, mỗi một ngày trước khi đi ngủ con luôn băn khoăn là không biết là có ai đó mà còn thiếu sót mà con chưa thể giúp đỡ được hay không. Nếu mà gọi là cái nỗi buồn của con là con buồn là con có người là con còn chưa bố thí được tới tay họ đấy, và cái số lượng mà nhân viên của con chỉ để phục vụ cho việc là đem tài sản đi bố thí thôi đó, nó lên tới cả triệu người, rất vô số chúng sanh đã được con bố thí trong suốt cuộc đời của con đấy. Coi như là chỉ cần một người nào đó mà đến gặp cái gọi là cái tập đoàn bố thí của con đấy, thì không bao giờ họ trở về mà họ thất vọng, có nghĩa là họ muốn cái gì là con cho họ cái đó, con có thể thỏa mãn họ tất cả mọi thứ. Con bố thí như vậy suốt cả một đời cho nên bây giờ con được cái phước này, con được sanh thiên. Nhưng mà vẫn còn nhiều vị trời có oai lực hơn con, cho nên là khi mà họ đến ấy, do con thiếu phước hơn cho nên là con phải lùi lại. Và sau đó Đức Thế Tôn hỏi đến cái vị mà từ đầu buổi tới cuối buổi, vị ấy không phải nhường ai hết, bởi vì cái phước vị ấy quá lớn đi, vị ấy không phải nhường ai hết. Thì cái vị này mới nói là bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa đó con từng có vài ngày, con từng có vài ngày quét dọn cái đường đi trước hương thất của vị của ngài, sư không nhớ là ngài gì, nhưng mà vị đó là vị A-la-hán. Con quét dọn hương thất nè, con dọn cỏ rồi con làm cái đường đi kinh hành cho nó ngon lành ấy.
nên con phục vụ vị ấy trong vài ngày và sau đó con mệnh chung và con được cái phước như thế này. Thì quý vị thấy đó, cũng hai người làm phước, một người họ làm phước cả đời như vậy đó, nhưng mà cái phước họ không có nhiều. Nhưng mà một vị đó chỉ cần vị ấy phục vụ một vị thánh thôi, trong vài ngày thôi, cái phước nó rất là nhiều, nó rất là lớn. Quý vị còn nhớ câu chuyện là vua Trời Đế Thích mà đi xin phước không? Đế Thích và vợ là biết là ngài Ca Diếp, ngài Cassapa, ngài chỉ nhận bố thí của người nghèo thôi. Ngài bởi vì ngài cái lòng từ mẫn ấy, ngài muốn là để cho người nghèo họ có phước. Vợ chồng Đế Thích biết như vậy đó, cho nên là mới giả dạng làm người nghèo rồi xin đặt bát cúng dường ngài. Thì ngài thấy hai ông bà già nghèo quá trời nghèo thôi, đưa cái bát cho họ. Và khi mà vua Trời Đế Thích đặt đồ ăn vào trong bát ấy, cái hương thơm á nó không có cản được, thành ra là nó thơm lừng. Và ngài sao là ngài Ca Diếp, ngài nhìn là ngài biết ngay đây không phải là con người bình thường. Các vị A-la-hán do các ngài không bao giờ có cái sự chú ý là ngày hôm nay ai sẽ cúng cái gì cho ta, cho nên là ngài Ca Diếp ngài không biết, ngài không biết là vua Trời Đế Thích giả dạng. Nhưng mà khi ngài thấy như vậy đó thì ngay lập tức ngài biết, à đây là vua Trời Đế Thích. Ngài mới quở vua Trời Đế Thích là tại sao ông lại cướp cái phước của người nghèo. Tức là đó, lẽ ra cái phước này là dành cho một người nghèo nào đó mà ông lại đi ông giành cái phước của họ. Vua Trời Đế Thích nói là bạch ngài, là con rất là nghèo, con rất là nghèo. Tại vì kể từ khi mà Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp Luân ấy, có rất là nhiều cư sĩ, có rất là nhiều người cư sĩ làm phước đến tăng đoàn và sau đó được sanh thiên về cõi Đau Lợi. Nhưng mà do cái phước của họ quá lớn đi, cho nên là mặc dù con mang tiếng là làm vua cõi trời Đau Lợi đứng đầu, nhưng mà con gặp họ đó con kém phước hơn người ta và con phải né người ta, con không đấy, cho nên là con thấy là con bây giờ con rất là nghèo đấy. Và vua Trời Đế Thích mới hỏi là bạch ngài, như vậy đó con làm phước như vậy, con cúng dường ngài như vậy thì có phước hay không? Thì ngài Ca Diếp thì nói thì có phước chứ. Thì vua Trời Đế Thích rất là hoan hỷ và biến mất. Cho nên cái phước mà chúng ta nuôi dưỡng một cái vị thánh, cái phước rất là lớn. Dù cho còn cái vị đó, nếu vị đấy còn là phàm thì sau này khi thành thánh thì vị ấy vẫn có cái lòng tri ân và chúng ta vẫn được nhiều lợi ích. Như là trường hợp một vị tỳ kheo, khi mà vị ấy nhận cái bữa ăn cúng dường của một cái người đàn ông, một ông cụ á, vị ấy nhận bữa ăn cúng dường đó và vị ấy nghe ông cụ ổng kể lại đó là bạch ngài đó, con mừng quá, con mừng là ngài nhận cái này, ngài biết không? Để mà có tiền mà con mua đồ ăn cúng dường ngài đó, cúng dường chư tăng á, thì con phải đem con gái con đi cầm cố. Rồi sau đó là con làm việc là 3 tháng trời, con để con chuộc con gái của con, nói vợ con đi phải đi làm ở đợ ăn nhờ ở đợ cho người ta, con cũng vậy, con cũng đi làm 3 tháng trời để con gom góp tiền rồi để con chuộc cái đứa con gái của con ấy. Nhưng mà hôm nay là đáng lý ra hôm nay cái ngày con tới con chuộc hết đó, nhưng mà con thấy ngày con hoan hỉ quá, cho nên là có bao nhiêu tiền đó là con đem con gom sạch, con đem con mua đồ ăn con cúng dường ngài. Cái vị tỳ kheo này khi mà nghe như vậy, vị này rúng động và vị ấy suy nghĩ là ta không thể nào để cái thực phẩm này ở trong bụng ta tiêu hóa một cách vô ích được. Cho nên là vị này đi vào một ngôi chùa xin trú lại, vị ấy tích cực nỗ lực hành thiền, sau đó vị ấy chứng thánh và vị ấy bàn giao lại hậu sự đến cho những cái vị ở trong chùa và vị ấy viên tịch. Do cái lời nguyện của ngài đó cho nên là cái quan tài không có động được,
có nghĩa là không có ai khiêng được hết trơn. Và nhà vua đó phải đi tìm đúng cái người đàn ông cụ hồi xưa mà đã từng cúng dường ngài đó. Thì khi mà ông cụ đến thì mới khiêng được cái quan tài. Và nhà vua biết như vậy thì nhà vua ban thưởng rất là trọng hậu cho ông cụ. Thì đó cũng là một cái kiểu trả ơn của một vị thánh.